tìm cách hãm hại ông Thích Minh Tuệ đó, rồi đó là bôi bác ông Thích Minh Tuệ, thì sau này tôi nói với bà con cũng nằm trong cái dạng đó, nhưng mà không có bị cà sa với áo giáp nó chói đó, thì khi đó đó trở thành ngạ quỷ, khi nói chuyện ra đó thì cũng khạc ra lửa, cũng nghĩa là ăn không được uống không được. Dạ, hôm nay á, đi đến đây á, thì con gặp lại chú Hai. Thì chú Hai ơi, thì chú Hai cho con hỏi như vậy nè. Thì mới hôm nay á, thì có xuất hiện một cái hiện tượng mạng á, là cô Nguyễn Phương Hằng á, thì nói về thầy Thích Minh Tuệ. Thì thầy Thích Minh Tuệ á, thì hiện nay á, thì thầy đi á, thì thầy không có nói gì hết, thầy chỉ có chắp tay niệm chữ Nam Mô. Thì hôm nay á, con muốn đi đến đây, con muốn nhờ chú Hai nói về cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ á. Vì sao mà cô Phương Hằng lại có những cái hành vi mà nói như với thầy những cái lời không có tốt á. Thì nếu mà lấy nói như vậy thì mình có bị phạm cái gì không? Thì con mong chú Hai hiểu biết về Phật pháp vô duyên để nói mọi người nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có dịp gặp lại anh em làm YouTube, có hỏi về ông Thích Minh Tuệ mà có một số người coi như là không thích rồi bố bác. Vậy tôi xin trình bày qua cái vấn đề này, nghĩa là cho anh em đồng gạo xa gần được biết như sau. Là hồi xưa đó, khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đó, thì Ma Vương nó phá ngài, cũng như cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca mà thành đạo thì có ông Đề Bà Đạt Đa, nghĩa là ông dùng mưu kế ông hãm hại Đức Phật trăm phương ngàn kế, nhưng cái cuối cùng tà không được chánh và cuối cùng không phá được cái phần chánh định chánh đẳng chánh giác của Phật, cho nên Ma Vương nó có nguyện, nó vào thời kỳ mạt pháp đó, nó sẽ nghĩa là cho con cháu nó hoặc nó hiện thân xuống để giả làm tăng sơ ni để phá hoại cái đạo Phật của ngài. Thì từ khi đó cái Phật pháp mà bị gài then đó, là tôi xin kể lại cho bà con nghe qua như thế này nè, là khi Đức Phật Thích Ca truyền cho ông tổ Ma Ha Ca Diếp là tổ thứ nhất, lần lượt cho đến Đức Lục Tổ Huệ Năng tức là tổ thứ sáu ở Trung Quốc, thì cái cà sa về y bát đó bắt truyền, nghĩa là ông thần tú ông tranh hành ông lên đó, toàn là tu tướng không. Thì từ dạo đó cái chánh pháp bị lu mờ, thì bắt đầu tới cái thời kỳ này đó, là cái thời kỳ là cái phái vô thần tà giáo nó mạnh, cho nên ông Thích Minh Tuệ đó là một đệ tử chơn chánh, hay hoặc là một vị chơn chánh, một vị Phật xuống đây thì đương nhiên là phải gặp Ma Vương nó phá hoại rồi đó. Mà những cái là cái hạng người đó mà, hoặc con cháu gì của Ma Vương mà nó hiện thân nó xuống đó, thì nó đâu có tin Phật pháp, nó đâu có đạt được cái Phật pháp, cho nên nó dùng những cái lời sằng bậy, là nó bôi bác đủ thứ hen, rồi lại thêm nó là có một số hen, là nó giả ra tăng sư, nó cất chùa cao hen, đúc tượng lớn để nó gạt, nghĩa là dân chúng nó làm tiền nữa. Thì bà con thấy hoàn toàn đây đó là những con cháu của Ma Vương nó theo nó phá không à. Nhưng mà tôi cũng xin trao đổi với bà con như thế này, Đức Phật ngày xưa ngài cũng có nhận định những cái hạng này đó sau này cái quả nó trả rất ghê gớm luôn. Nếu mà những cái vị sư đó mà mượn cái chuỗi hộp rồi mượn cái áo cà sa mà để lè đời đó, thì cái cuối cùng của cuộc đời các ngài đó đó, thì cái khi mà gần lâm chung đó, thì nó đã bị ám ảnh rồi, thì cái sợi chuỗi đó, cái sâu chuỗi nó thành loài tối, nó trói toàn thân, cà sa thì thành áo sa giáp nó bao bọc tối ngày, như vậy lần 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 nó biến thể đi, thì nó sẽ thành trở thành ngạ quỷ, bị gì nó gạt đời để nó ăn mà đó. Rồi những người đó hen, mà nói xấu ông Minh Tuệ hen, hay là miệt thị ông Thanh Tuệ, thì sau này tôi nói với bà con cũng nằm trong cái dạng đó, đó. Nhưng mà không có bị cà sa với áo giáp nó chói đó, thì khi đó đó trở thành ngạ quỷ, khi nói chuyện ra đó thì cũng khạc ra lửa, cũng nghĩa là ăn không được uống không được. Thì cái cuối cùng của cuộc đời những cái nhà sư mà coi như đã bị mà làm nhục thể cho đạo Phật rồi đó, như các vị đập tượng Phật nghe, rồi tìm cách hãm hại ông Thích Minh Tuệ đó,
rồi đó là bôi bác ông Thích Minh Tuệ. Thì những cái người này đó, tôi có lời khuyên như thế này nè, nên giác ngộ lo tu đi, để nó là giải bớt cái nghiệp quả đi. Còn nếu không đó thì cái quả hang nó sẽ đi tới y chân như vậy đó, bị gì Phật pháp hồi xưa bây giờ ngài nhận định như sao có vậy không bao giờ đặt. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì ông hai ơi, thì ông cho con hỏi cái này ha. Có một cái câu như vậy nè: chữ Nam Mô trì giới giữ chay, được tánh chay tâm mới quý, trong đạo Phật quá nên huyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Thì con mong ông hai gieo duyên giải cho Nam mọi mô A người. Di Đà Phật. Đây là câu giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngài đã viết trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh. Thì tôi xin trình giải như sau, là và trước nhất tôi trao đổi với anh em đồng đạo như thế này. Đức Thầy dạy mình là rất nhiều trong bốn cuốn, rồi suốt cái thời gian đó, ngài nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở chúng sanh hay hoặc là tín đồ của ngài, cho nên ngài có nói nhiều đoạn khuyến khích lắm. Ngài nó giảng với kệ ra là bốn cuốn, ít con người khám rõ cơ quyền. Có chỗ thì ngài nói đó, chừng nào bổn đạo rõ thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Thì hôm nay có cái dịp đó, tôi sẽ chia sẻ với anh em đồng đạo xa gần để được hiểu ý của lời thầy tổ mà truyền lại, để cho biết mà lo tu. Cũng như ngài có nói tu biết cách như đương biết đát, đương đát rành đặng giữa xe lan. Mà nếu mình tu mà mình không hiểu cái cách câu nói của ngài, ngài mình không ngộ được thì làm sao mình chứng đắc được, phải không? Cho nên ở đây tôi xin nói là trao đổi, xin trình giải một số mà tôi đã hiểu được cái ý của Đức Tôn Sư truyền lại, là cái câu chữ Nam Mô trì giá giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quý, trong đạo Phật có nên quyền quý, chỗ tâm thần tại vị nơi nơi thân. Tôi xin trình giải với em đồng đạo như thế này. Thường thường người ta chấp cái chữ Nam Mô là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ở đây đó, cái chỗ ngài nói đây chữ Nam Mô này, nếu mà ghép cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nó lại cái ý của ngài. Cái chữ Nam Mô này là quy mạng, không còn nói đến cái lục tự nữa. Lục tự là 6 chữ, mà cái chữ Nam Mô này là quy mạng. Mà quy quy gì đâu, ngài dạy mình lấy thiền định là làm thể, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh đi cõi niết bàn. Như vậy đó thì như vậy là thoát ra sanh tử luân hồi, phải không? Mà cái người thoát ra sanh tử luân hồi đó thì gồm có được 2 phần, là cái định và cái huệ đó. Cho nên tôi giải cho rõ ràng cho bà con được biết là khi mình quy mình trở lại sống với cái huệ mạng, cái chỗ này cũng gọi là đại đạo bát nhã đó, trí huệ bát nhã đó, mượn cái tên khác mà nói đó. Thì khi quy trở lại sống với cái huệ mạng đó, nó gồm có 2 phần: chay được tánh, tức là cái phần định, chay tâm là cái phần huệ. Thì định huệ đẳng cố năng kiến như Đà Lai. Mà cái chỗ này đó bà con biết đó, khi Đức Phật Thích Ca ngày xưa thành đạo, ngài dùng cái huệ nhãn mà ngài xét lại trong cõi ta bà, ngài cũng cho chúng sanh biết rồi. Và hôm nay Đức Thầy dạy lại, nhắc lại cho mình biết là Đức Phật Thích Ca có nói khi xét lại trong cõi, các cõi chúng sanh đó, ngài mới nói lạ thay các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, liệu Thầy nhắc lại đó, thấy không? Cho nên ai cũng có cái đó hết đó. Cho nên khi mình ngộ được cái Phật pháp, mình xoay mình trở lại sống với cái chỗ trí huệ đó, gọi là quy mạng đó. Ừ. Thì bà con sẽ, anh em đồng đạo sẽ đạt đi tới cái chỗ chay tánh và chay tâm. Chay tánh với chay tâm nó không còn nói tới khẩu chay nữa. Hồi lúc mình khởi ăn chay thì còn thèm thịt cá thì chưa gọi là chay, chưa gọi là khẩu chay, phải không? Tới chừng khi không còn thèm thịt cá nữa là thì lúc đó cũng mình cũng đạt được khẩu chay thôi, chứ chưa có tâm chay. Tâm chay là muốn nói đến cái chỗ định huệ đó. Vậy là tôi xin đó là gửi đến cho tất cả anh em đồng đạo xa gần cái sở ngộ tôi đã hiểu như vậy đó, để trao đổi với bà con, để bà con biết được mà trao tâm chữa tánh, đi tới cái chỗ không còn mê nhiễm, dứt đi cái nhân ngã, thì sẽ đạt được cái chỗ chay tâm chay tánh này. Thì có cái câu như vậy nè: thì nhà không người ở mà vợ kia xa chồng á ông hai. Thì trong cái sấm của Đức Thầy để lại á, thì con cũng mong ông hai nói về cái đời này nữa ông hai. Cái đoạn này đó Dạ là cái câu mà nhà không người ở mà ruộng thì vô canh đó, kêu dạ bằng đó là gia thì vô nhân cư, lộ vô nhân hành, điền vô nhân canh. Mà các cái ngài nhận định nhiều lắm chứ không phải riêng Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đây là nói về cái cơ cuộc chuyển biến của cái buổi tàn của Hạo Ân.
Dạ. Là khi cái đời Hạ Nguyên Hạ này bước qua cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức đó, sẽ qua một cuộc biến thiên, cho nên cái phần này đó, các ngài viết rất nhiều, đó là bốn vị ông Trạng, rồi cho tới Đức Phật Thầy Tây An, cho tới ông Sư Giải Bán Phai, tới Đức Quỳnh Giáo Chủ, rồi kể cả các vị khác đều nhận định sẽ có cái ngày. Nghĩa là tôi xin nhắc lại vài đoạn của các vị như sau, như thế này nè, để cho bà con thấy. Đức Thầy thì nói đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Có chỗ thì ngài nói đó là là năm rồng gắn ngựa dê, khắp trong thế giới mà ê hề thay phơi, thì bà con thấy đó, nghĩa là thay phơi là sao mà phơi, là tại vì lúc đó nó chết thì nhân vật mười phần hao bảy tám, đâu có ai đâu mà chôn mà không phơi thay, phải không đó. Rồi cái cuộc biến thiên đó, khi mà để tam thế chiến bùng nổ đó, thì nó chết bảy tám phần, còn ai mà sống mà ở mà làm ruộng, ai ở nhà lỗ ai đi đó. Cho nên cái câu đó là cái ý nói tới cái ngày tàn của buổi Hạ Nguyên. Còn ông Thanh Sĩ thì ông nói vậy nè, ông nói tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết trứng gà nát không, kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy, cuộc tẩy trần xem thấy hải kinh, thay bèo sát bọt lên đên, diều thao quả xé tử thi khổ nạn, trời héo mặt gà vàng cũng vắng, đất châu mài thỏi trắng bạc tinh, nhìn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần cũng phải thất kinh dưới hồn. Đó là ông Thanh Sĩ ông nhận định đó. Rồi cái giai đoạn này đó thì có những cái phần ổng nói tiếp, ổng nói như thế này nè, bởi vì chúng sanh mình thì trong ngóng mà chưa thấy, cho nên ổng nói như thế này nè. Ổng nói trong nháy mắt trời lai đất chuyển, người năm châu phách biến hồn kinh, gian sang sự nghiệp còn gì là ổn công đó, ba năm đốn củ mà thiêu đi một giờ, phải chừng nó tới mau vậy đó bà con. Rồi các ngài khác nhận định là cũng là như nhau, cái ý cũng như vậy hết. Cho nên thì cái câu này là nhận định cái ngày tàn của buổi Hạ Nguyên này. Mà cái ngày đó thì ngài cũng nhận định cho biết như Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài nói là năm rồng gắn ngựa dê. Thì cái năm đó cái ngày giờ bà con thấy nó lộ nó mỏng mà, cho nên chiến tranh thế giới bây giờ nó sắp kêu bằng cùng khắp hết luôn. Cho nên bị gì các ngài và ông Trạng cũng nhận định là năm châu nổ sống, năm châu đều có giặc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì ông Hai ơi, thì hôm nay thì có một cái vị khán giả nói nếu mà mình làm những cái điều mà nó không có tốt thì đối với trong cái thời kỳ này thì mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thì con cũng mong ông Hai nói cho mọi người nghe để biết mà lo tu tập đó ông Hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thời kỳ của Mạt Hạ này thì các ngài nhận định ngày xưa trả báo thì trời, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Nếu bà con anh em bất cứ lại chúng sanh mình, nếu tạo cái nghiệp gì, gieo cái nhân gì thì hưởng cái quả đấy. Mà hồi xưa đó thì trả lâu trả, thí dụ nhiều khi nó tồn lại nó kiếp sau, phải không? Còn thời bây giờ đó thì các vị cho biết nó sáng giây thì chiều trả, còn cái nhân nào thì cái quả đấy. Tôi đặt cái thí dụ như thế này nè, một hai cái thì các cái nó cũng giống như vậy. Thí dụ mình hại cho đời tàn tật thì mình chịu tàn tật để trả cái quả cũng giống như vậy. Mình làm cho đời đó là đau khổ túng thiếu thì mình cũng bị cái quả túng thiếu. Cho nên đó, các ngài nó luật nhân quả thật là cao diễn. Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Còn ông Thanh Sĩ thì ông nói nó là xưa nay nhân quả luật này nể ai. Cho nên bà con ấy, thí dụ làm phước giúp đời, niệm Phật làm phước thì sẽ được hưởng phước đó. Biết niệm Phật lo tu hành làm hiền làm lành thì bà con thấy cái quả báo, cái quả đó là cái phước đó, báo nó tới liền. Thì có nhiều người kính trọng nghe. Khi bà con long nguy có nhiều người ra tay giúp đỡ. Còn bà con hại đời người ta gặp người ta tránh hết trơn thì chịu khổ. Thì nhân nào quả nấy, nói vắn tắt vậy. Bà con xét lại cái chỗ này cho kỹ thì sẽ rõ. Dạ, thì có câu như vậy nào ông Hai, chừng nào Phật xuống An Giang, nhân gian lục tỉnh an nhàn cái tấm thân á, thì cái câu đó là như thế nào, mong ông cắt nghĩa giải cho mọi người nghe. Thì cái câu này đó
là cơ của các ngài đã cho chúng sanh biết trước. Thì anh em đồng đạo thấy đó, cái năm 1849, Đức Phật thầy Tây An ngài cũng xuống thế tại cái tỉnh An Giang phải không? Rồi khi mà ngài viên tịch đó, thì cái ông sư giải Băng Khoai thì ông xuống cũng An Giang, rồi ông đi cũng nhiều chỗ, rồi tới chánh thức đó, là Đức Quỳnh Giáo Chủ thì ngài xuống cũng tại An Giang. Tức là cái câu ngài nói hòa thôn hảo cảnh xí chữ ta, tức là tại làng hòa hảo cũng về thuộc tỉnh An Giang. Thì Phật xuất An Giang, trong này cái bài Đức thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có viết: Phật xuất An Giang đủ phép màu, giáo truyền đại đạo rất cao sâu, hòa trong sanh chúng gieo điều thiện, hảo ý đưa về kiến vũ châu. Thì các vị xuống đó là mượn cái tỉnh An Giang, bởi vì cái tỉnh này đó, nó nằm nó là ngay cái trung tâm của cái miền Nam Việt Nam, mà cái cõi này là cái cõi trung ương của Việt Nam đó, cho nên là Phật xuống là xuống An Giang, tỉnh An Giang, không chứ các tỉnh khác không có xuống, nhưng mà cũng có tới dạy thôi. Thì cái ý của ngài cho biết vậy. Thì có thêm một cái câu giảng như vậy nè ông ha: khen cho đời sao chẳng xét suy, mà lắng lướt làm chi đạo Phật. Trời đã khiến nhiều loài súc vật, nó hại người niệm Phật chẳng yên á. Thì có phải cái đời này nó khiến cho những cái người mà người ta niệm Phật, giống như sư Minh Tệ nè, À, cái gặp chỗ này đó thì các ngài nhận định cũng từ lâu rồi, cái số người không tin Phật pháp cũng có, rồi cái số con cháu của ma dương á nó xài xuống để phá đạo Phật cũng có. Cho nên á, là những cái người mà bôi bác cái đạo Phật, hủy bán là Phật pháp, khinh khi những người mà chân tu đó, thì nó có hai cái cảnh giới đó, cái quốc độ đó: một là con cháu của ma, hai nữa là những cái con người không tin tưởng đạo Phật, không có biết tội phước gì hết, cho nên người ta mới dám xúc phạm. Còn bởi vì cái thời kỳ này là quốc độ nào trở về quốc độ nấy, con ma thì ma dắt, con Phật thì Phật dắt, cho nên cái thời kỳ này tà giáo nó mạnh, khổ cho chánh đạo. Ông Thanh Thiển có nhận định này ha, ông nói tà giáo mạnh khổ cho chánh đạo, kẻ tu hành bị khảo bầm thây. Cho nên bây giờ tu hành đấy, mà nếu mà mình có danh được rồi đấy, mà tốt rồi đó, thì nó tập tới nó phá dữ lắm bà con. Mình gán giữ cái chánh định chứ lơ mơ đấy, mình sân si mình khởi lên cái mất cái chánh định liền. Nó vậy đó, thì nó hiển ra những cái con người nghĩa là nó có hai giới tôi vừa nói vậy. thì có nhiều người thì người ta nói là sư Minh Tệ là đã là thành một cái vị, mà nếu mà nói đúng ra là cái này là người ta tôn thờ sư Minh Tệ là Phật sống. Thì tại sao mà khi mà ngài đi như vậy thì có rất là nhiều người người ta lại bước theo ngài mà người ta quỳ lại, còn cái cô Nguyễn Phương Hằng thì cổ nói là chỉ có 50% thôi, nhưng mà 50% đúng và 50% sai á, thì cổ nói là cổ sẽ bắt được cái điểm yếu hoặc là cái gì của sư Minh Tệ mà nói cho sư Minh Tệ. Thì con cũng mong chú hai hôm nay nói lại cái đề này nè, để cho mọi người nghe, để biết tại sao mà một cái vị mà người ta đi quỳ lại như vậy đó mà cổ nói vậy xúc phạm, có thể là sau này là có bị cái tội nặng lắm không chú hai? Bây giờ trước khi đó mà nhận định đó, cái cô Phương Hằng này đó mà bôi bác ông sư Minh Tệ đúng hay là sai đó, thì mình phải nhận định cái hạnh đức của cô Hằng này trước. Như vậy theo tôi nhận định đó, tôi nói thẳng mực tàu nẻ thẳng đau lòng gỗ, cô Hằng này đạo đức được bao nhiêu ha? Cổ là một người đời ăn dọn theo cái kiểu ma quái thôi, chứ đâu phải ăn dọn theo kiểu người phụ nữ của Việt Nam mà con hồng cháu lạc đâu. Môi son má phấn dọn thấy kinh hồn đó, rồi dướng vô tù lao như vậy cổ hạnh đức được bao nhiêu đó. Thì ma luôn luôn nó phá Phật, theo tôi đánh giá không nói nhiều mít lòng nhiều, nói vắn tắt là ma thì nó không thích Phật vậy. Cho nên tôi nhận định cổ không chánh, nhất chánh là không có bao giờ phê phán những người tu. Nếu mà mình gặp cái người đó tu đó, mà chưa có chứng đắc, mình cũng ủng hộ người ta, giúp cho người ta mọi mặt để người ta tu tinh tấn lên để thành chánh quả, thì đó mình mới là người chân chánh. Còn bôi bác người ta là mình là ma rồi.
thấy không, thì bị gì ma mới phá Phật, mới phá đạo. Thì bởi vì ở trên cộng đồng mạng thì có một cái vị khán giả nói với con gì nè, một cái vị mà danh văn tuy là giàu có rất là nhiều tiền, nhưng mà cớ sao mà lại đi sân si với một cái vị thầy tu, mà trong khi đó ngài đi ngài chỉ chắp tay thôi, ngài không có làm cái việc gì hết. Nếu cô ta là một người tốt thì cô ta không có vướng đồ lao mấy năm trời. Cái người mà gieo cái nhân tốt không khi nào gặp cái quả xấu như vậy nha. Thì nên rút lại những cái lời nói rồi giác ngộ, đừng có phạm nữa thì còn đỡ. Còn nếu tiếp tục nữa thì coi chừng cái địa ngục kia kế bên, thiên đường hữu lộ vắng que, ngục môn không có cửa, không có lũi vô tự giận gái chịu. Nó vậy. Thì cũng có một cái vị khán giả nói như vậy nè ông hai, thì nói cô Hằng là bị trúng một cái loại giống như là tà ma bùa ngải thì của những cái người ma dương, thì nó giục cho cô Hằng phải đi nói như vậy. Thì theo cái góc độ của ông hai, nếu mà một cái vị người bình thường có thể là bị trúng bùa không ông hai? Cái vấn đề này nó thuộc vô vi, nghĩa là cái người mà có được cái nhãn huệ rồi đó, cái mà cái phần trí huệ mà khá rồi đó, thì mới nhận xét được rõ ràng. Còn hay như cái người mà chỉ biết tu hành, có tu hành cũng có đạt được chút đỉnh, chưa mở được cái huệ nhãn đó ra thì khó nhận xét lắm. Bây giờ cũng như cái số người ta nhận định như vậy đó, thì cái số người nhận định này đó là những người nhận định người ta đã thông tới cỡ nào, cái trí huệ người ta được thì sao. Nếu mình nhận xét được cho nó rõ ràng ra mình mới dám tin. Còn nếu không thì đa số ở cái thường tình, cái thói đời thì nó vậy đó, không thích, không ưa đạo Phật, không thích đạo Phật thì bôi bác và đạo Phật, nó vậy. Còn nếu nói rằng ma dương nó tá vô thì cái điều này nó cũng hoang đường lắm, làm sao hiểu rõ ràng được. Cho nên tôi xin trình bày với bà con đó, thì tôi nhận xét không nổi điều này. Theo tôi nghĩ là cô Hằng này là không không thích đạo thôi, chứ còn cái vụ ma dương nó tá vô chưa chắc, bởi vì nó tá vô nó mượn nhóc rồi, mấy ông mà thích nhóc hết trơn rồi đó, đó là mai mấy ông tá vô đó. Thì cũng qua đây thì con cũng muốn ông hai gieo duyên cái câu này nè, thì thần khẩu thì nó hại sát phàm, thì mong hai giải cái đề này cho mọi người nghe để mọi người bắt đầu biết mà mình tu cái miệng của mình để mình sửa ông hai. Cái thần khẩu hại sát phàm này bà con thấy hồi xưa tới giờ nó diễn ra rất là nhiều nha. Cái thứ nhất đó là có những cái người mà gây cái án án mạng á, rồi bị đó là truy nã, thì bắt đầu người ta tìm không ra, công an đó là an ninh thì tìm không ra, nhưng mà cái cuối cùng đó nghĩa là tự động, rồi cái uống rượu vô hay cái gì cái mình khai vụ án là do mình làm vậy đó, mà cái vụ án nó đã chìm lâu rồi ha. Thì một ở trong nhiều cái vấn đề thần khẩu hại sát phàm đó, nó nằm trong một cái đó ha, mà có hoài bà con cũng thấy ha. Cái thứ hai nữa đó, mình ăn nói không cẩn ngôn cẩn hạnh thì dướng vô cái khẩu nghiệp, thí dụ chửi bới này nọ đồ các cái ha, nói xấu người ta này nọ rồi mình, thí dụ nói xấu người đời, nói xấu người đời bất quá người ta bắt lỗi đi xin lỗi được, nhất là nói xấu chính quyền, nói tác động tới nó là chống phá này kia rồi ha, thì nó đều nằm ở trong cái vấn đề do cái khẩu nghiệp mà ra hết. Cho nên tôi phân tích ra đây là bà con nên cẩn thận, ăn nói phải cẩn thận, khi thốt ra thì cái đoan chánh phải hiền từ, đừng cho xúc phạm tới ai, và phải nghĩa là nói ra cái lời có đức hạnh để mà rồi nghĩa là hưởng cái thân cho nó khỏe, cho nó khỏe cái thân. Thần thần khẩu hại sát phạm là vậy, là do mình. Thì ta nói là khi mà một cái người mà bắt đầu đi vô cái con đường mà tu tập á, thì tu là phải sửa, thì sai ở đâu là sửa ở đó. Thì nếu mà sửa không được nữa rồi á, thì mình có phải mình bước tu tiếp không hay? Cái giai đoạn đó mà người tu thì phải sửa, vì chữ tu tức là sửa, thì nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà nó sửa đó, mình phải biết cái sai mình mới sửa được, cái người không biết sai thì làm sao sửa sai. Cho nên tôi nói với bà, cái trao đổi với anh em đồng đạo xa gần như thế này, bây giờ bà con trước nhất là khi bước vô mà tu hành phải tu học trước, để biết được cái đường đi nước bước. Cái chỗ này Đức Tôn Sư ngài cũng có dạy, ngài nói tu biết cách như lương biết đát đó.
Nếu mà mình tu mình không biết cách, cũng như cái người đương mà không biết đất thì làm sao thành được cái gỗ, cái thúng dạ gì, phải không? Đó, cho nên phải biết cái cách. Thì thí dụ bây giờ Đức Thầy thường thường các vị ngài nói tu tâm dưỡng tánh. Như vậy tu tâm là cái gì, dưỡng tánh là cái gì? Nhưng thường thường mình ngồi thiền mình chắp tay niệm Phật nó thuộc về cái tiếng, cái tướng thôi. Còn cái niệm Phật cái này trong tư tưởng mình nó gọi là niệm Phật trong tâm đó, tức là không có thành tiếng. Mà cái tư tưởng mình nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm không có thành ra tiếng thì nó là thuộc tu tâm nhé. Thì đó cũng là một ở trong nhiều cách sửa. Vì hàng ngày mình ngồi một chỗ như thế này nè, cái mình tưởng đến việc trần lao không dứt, nào là danh, nào là lợi, nào là tình nhé, hay hoặc là tính tới cái việc này, tính tới cái việc nọ, trong tâm mình không có trống không giờ nào hết trơn. Thì bây giờ mình trở lại mình nói thì cái tông tịnh độ đi, cái chứng minh thì nó dễ hiểu nhất. Bây giờ mình là thọ trì cái pháp môn tịnh độ, mình chắp tay mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật và đồng thời mình tưởng như Phật trước mặt mình. Như vậy thì bà con thấy phải nghĩa là sửa tâm ngay chỗ đó không? Bởi vì nó dẹp hết trần lao, nó không còn tham khởi lên, nó không không sân si khởi lên, nó không nghĩ tưởng cái việc tà dại khởi lên. Thì đó thì mình niệm Phật á, để diệt cái lòng tà là ngay chỗ đó, là tu tâm dưỡng tánh nó như vậy đó bà con. Rồi còn nhiều cái pháp môn khác nữa, chẳng hạn như thiền tông, rồi mật tông, rồi thiên thai tông, di sức tông, rất nhiều tông, tới năm tông nữa mà. Thì bây giờ tôi xin trao đổi với bà con một cái phần này nữa về tông tịnh độ để dễ tu Dạ. ha, biết để dễ tu. Ông Thanh Sĩ ông nói như thế này, ông nói tất cả tấm lòng thành đều gồm vào một niệm Phật. Khi niệm ấy phát vang lên nghe rền trong trời đất, rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt, trong một cái quát nhiên tỏ ngộ tam thế Phật đó. Mình tu phải thiệt lòng thiệt tâm thiệt tánh gồm vô một niệm ngay từ Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ đạt kết quả là sẽ tu tâm sửa tánh, nó là vậy. Dạ thì có những cái vị người ta nói như vậy nè ông hai, thì khi mà mình bắt đầu mình phát tâm mình niệm Phật á, thì mình niệm mà liên tục ở trong cái đầu mình á, thì bắt đầu là có nhiều cái chữ mà nó chạy trong cái đầu mình, như mình niệm như vậy là nó có phải là nhiếp tâm chưa ông hai? Cái mình niệm liên tục đó Dạ. là mình ngăn cái niệm trần tuyệt đối, cho đến khi nào mình không niệm ha, mà cái niệm trần nó cũng không xen vô, thì cái lúc đó mình mới đạt được cái pháp môn tịnh độ niệm Phật. Bởi vì á còn tu tức là còn hư mới sửa đó. Còn mà niệm liên tục chưa phải là nhất tâm nó, mà khi nào không niệm mà không có không niệm Phật mà niệm trần nó không xen thì chừng đó bà con đã đạt được rồi. Nghĩa là trong đó các vị có nói nó nhất cứu Di Đà vô biệt niệm đó, tức là niệm tới cái chỗ vô niệm. Bởi vì tại sao phải niệm Phật? Bởi vì chúng sanh mắc cái bệnh là tâm niệm phàm phu, niệm danh niệm lợi niệm tình niệm tham niệm sân niệm si thất tình lục dục, phải không? Đó, và nghĩa là khi mình niệm Phật thì mình dẹp hết hết những cái tâm vọng, cái tâm phàm phu này, cho đến khi nào mình không niệm mà vẫn được chánh định, không có trần nó xen vô, thì cái lúc đó bà con sẽ đạt được đi tới cái nhất tâm bất loạn, là chỉ còn là thống nhất cái tinh thần, nó có một thôi, là cái tri kiến Phật, cái thấy cái biết cái nghe thôi, nó không có cái gì nó xen vô hết. Cái lúc đó nó mới đạt được cái pháp môn tịnh độ. Còn có những cái vị mà người ta nói là khi mà mình buông bỏ, mình buông hết tất cả, mình bắt đầu là mình tu thì mình mới đi tìm được cái chân như á, mà theo ông hai nghĩ cái chân như là như thế nào ông hai? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Cái phần này rất là sâu sắc, đi tới cái kêu bằng tuyệt đối cái chân lý rồi đó, anh em đồng đạo hen. Giải cái câu này đó là tôi mong anh em đồng đạo xa gần hen phải chú tâm để mà nhận mới nổi nha. Chứ cái chỗ này đó, cái người mà kêu bằng trung căn và độn căn nó không thể nhận được. Cái chân như đó, tôi xin trao đổi với bà con, nó không có cái tên, nó chỉ mượn mà nói thôi. Mà Đức Phật mượn không biết bao nhiêu tên mà cũng chỉ vì có cái chỗ đó, có chỗ gọi là Phật tánh, có chỗ nói là chân như, có chỗ nói gọi là trí huệ bát nhã, có chỗ nói là chủ nhân ông, có chỗ thì nói là tạng tánh Như Lai. Thì bây giờ trước nhất đó là tôi nói với bà con đó là cái chỗ đó tất cả đều là mượn tên thôi, chứ cái chân như nó không có cái tên nha. Và tôi xin nói tiếp như thế này, nó ở đâu? Cái chỗ này Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nhận định như thế này nè, khó tầm cho gặp chủ nhân ông, thì ngài mượn cái từ là chủ nhân ông.
còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Ha. Như vậy là tại đây, sanh chúng là tại đây. Ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng chi tầm đặng mở tánh linh, thì mượn cái tánh linh cũng nói cái chỗ đó là chân như đó. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Tôi xin giải cho bà con anh em nghe thế này nè. Tại sao mà ông chủ nhân ông ẩn mà ánh tại đây, dùng cái từ ẩn mà ánh nha. Thì bà con biết đó, cái chỗ đó nó tọa vị ở cái thân này, đồng với cái câu là chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Cái chỗ kia mượn cái từ đó tâm thần, cái chỗ này thì mượn là chân như đó. Còn cái chỗ tôi nói đây là mượn là chủ nhân, chủ ông, chủ nhân ông không, thì tất cả đều là mượn không. Chứ sự xác ra cái này nó không hình không tướng không tên, mà nó lại hữu tình. Thì cái hữu tình là cái gì? Đó, thường thường người ta chấp cái bản ngã này làm ta, ta cho cái đầu nó biết, con mắt thấy, lỗ tai nghe, phải không? Nhưng mà tại sao khi cái người chết đó, bà con thấy cái chủ nhân ông, tức là cái linh hồn xuất ra rồi đó, là cái xác như gốc cây. Bà con thấy cái phần hữu tình nó xuất ra rồi thì cái tứ đại này giống như gốc cây, phải không? Cho nên cái nguồn gốc là ngay cái chỗ đó. Nhưng mà cái chỗ đó là mình không ở gì đó, mình quên ổng đi, mình quên ông chủ của mình. Nó mình chấp cái bản ngã này làm ta, nó mới sanh ra cái danh lợi tình. Mà sanh ra cái danh lợi tình thì nó tạo nghiệp, rồi tạo cái nghiệp mà khi mà tạo được cái danh lợi tình rồi thì đặng thắc mắc còn lại sanh ra phiền não. Sống với cái phiền não không, từ cái chỗ mà chấp ngã này mà nó sanh ra cái phiền não, cái nghiệp quả nó dẫn mình đi trong ba cõi sáu loài ra không được. Cho nên cái trách nhiệm của mình đó, bà con biết đó, muốn trở lại cái chỗ đó, đó cái chỗ mà kêu bằng là cái trí huệ đó, đó thì phải ngộ. Trước nhất là phải ngộ. Bây giờ tôi xin trao đổi với bà con như vậy. Đức Thầy nói, chẳng có đợi nhiều kinh. Ở trước mặt, trước mắt. Trước mặt, trước mắt của mình là cái gì? Bà con phải thấy cái biết, rồi cái thấy, cái nghe nó phần hữu tình, phải không? Đó. Thì cái này nó tọa dĩa ở đây. Đó. Bây giờ nếu nó con mắt không thấy, phải không? Không có con mắt không thấy, phải không? Đâu bây giờ bà con đó, nhắm mắt lại có còn thấy không? Nó không soi được vật thôi, chứ nó vẫn thấy, cái tánh thấy nó vẫn còn, phải không? Đó bà con thí nghiệm thử đi. Đó rồi bít cái lỗ tai đi. Đó hay hoặc là có tiếng thì mình nghe, phải không? Đó rồi không tiếng đó bà con thấy còn nghe không? Nó vẫn nghe mà nghe không tiếng, phải không? Rồi có vật nó cũng biết, mà không vật nó cũng biết. Biết hay không vật, có vật thì nó biết vật, nó vậy. Cho nên cái chỗ này nó ở trước mắt bà con này không có đâu xa đó. Cho nên bà con hãy gán tìm cái chỗ này. Mà ngộ được cái chỗ này gọi là ngộ tri kiến Phật. Mà khi ngộ tri kiến Phật rồi thì cái nhập dễ lắm. Mà khi nhập được tri kiến Phật thì ra khỏi sanh tử luân hồi, rời khỏi lục đạo, ra ngoài tam giới, nói vậy. Cho nên cái chỗ này rất là quan trọng. Và kêu bằng nghĩa là cái pháp này gọi là, nghĩa là tối thượng nhất thừa. Pháp này gọi là pháp vô tướng. Đó rồi tôi đặt cái dài một cái chứng minh để hiển ra để bà con xét thêm, để nhận thêm, chứ không phải dễ ngộ nha. Tôi đặt cái thí dụ như vậy nè. Như bà con ngồi đây đó, ngồi ở chỗ nào đó, cái thấy cây nó liệt liệt liệt, gió nó phất mát ra cây, thì bà con biết có gió rồi, phải không? Nhưng mà có ai thấy được cái tướng gió không? Mấy ông nói có gió rồi, chỉ cái tướng gió rồi coi mấy ông chỉ được không? Thì bà con thấy nó không có hình tướng sao chỉ, phải không? Nó còn cái thấy mình cũng vậy nữa, thấy hết dạng dập mà biểu chỉ cái tướng thấy sao thấy, vô pháp tướng mới là thiệt tướng, mà nó không có tướng mà nó hữu tình. Đó. Chứ nó không phải mắt thấy, con mắt là chỉ soi được vật thôi. Đó. Rồi cái lỗ tai cũng vậy. Cho nên tôi chứng minh dài đoạn trong Thủ Lăng Nghiêm. Cái chỗ này là giải tới giải lui cho nhiều lần để bà con dễ hiểu. Là trong hội chúng đó, Đức Phật mới kêu ông Ba Tư Nạc, lúc đó đó là ông vua Ba Tư Nạc đó. Ông 82 tuổi. Ông nhường ngôi cho Thái tử ông, rồi ông theo Phật ông tu. Bữa nọ ông ngồi ông khóc hoài vậy đó. Đức Phật mới hỏi Ba Tư Nạc, bữa nay sao ông phiền não vậy? Thì ông vua Ba Tư Nạc ông nói, bạch Thế Tôn, con rất kính mến Phật, quyết theo Phật để tu cho thành chánh quả. Nhưng bây giờ con thấy cái thân con nó quá yếu rồi, sợ tu không kịp. Đức Phật mới hỏi, này Ba Tư Nạc, hồi nhỏ tới lớn đó, ông có cái dịp mà đi ngang con sông Hằng không? Thì ông Ba Tư Nạc nó bạch Thế Tôn, khi lên ba đó, mẹ đã có dịp bồng con đi ngang sông Hằng, và tới bây giờ cũng có thường đi hoài. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp, hỏi gì chứ cái lúc mà ông 3 tuổi đó, cho tới bây giờ cái thân ông nó ra sao? Thì ông Ba Tư Nạc nó bạch Thế Tôn, khi lên 3, lên 5, cái thân 3 nó chết mất. Khi tới 10 tuổi thì cái thân 5 nó không còn.
Khi tới 18 tuổi đó, thì thân hình thanh thiếu niên đó, thì những cái thân hình trẻ con nó chết mất. Khi đến 30 tuổi đó, thì cái thân hình tráng kiện thì thân hình trẻ con và là thanh thiếu niên nó cũng chết mất hết. Tới lần lượt qua tới 40, 50, 60, 70, 80, bây giờ nó còn lại cái thân bại nhược gần đất xa trời. Đức Phật mới hỏi nữa, hỏi vậy chứ rồi cái thân ông nó cũng thay đổi hen. À, rồi con sông Hằng ông đi ngang ông thấy nó có thay đổi không? Đức Phật nó bạch Thế Tôn, sông Hằng thì cũng thay đổi, khi thì bên lở khi thì bên bồi, nó cũng thay đổi như cái thân vậy chứ nó không dừng một chỗ. Đức Phật hỏi nữa, hỏi chứ cái thấy mà ông thấy con sông Hằng thay đổi, mà cái biết ông biết con sông Hằng thay đổi đó, cái đó nó có thay đổi không? Đức Phật ông A-ba Tư Nạc ông ngồi nghỉ một lát, ông nói, bạch Thế Tôn, sao cái thấy cái biết con thấy nó cũng y vậy, nó không thay đổi gì hết. Thì Đức Phật mới nói đó là cái thiệt thân của ông, sao ông không sống với cái đó mà ông chấp gì cái bản cái tứ đại giả hợp này mà ông sanh phiền não ha. Thì ông Ba Tư Nạc ông ngộ và ông chứng quả là ông ra khỏi sanh tử luân hồi liền. Thì bà con thấy cái bực nó là kêu bằng đại căn thượng căn người ta như vậy đó, khi ta ngộ người ta nhập liền ra khỏi luân hồi chứng quả là hán liền, thoát ly tam giới. Còn mình đó thì mình cần tìm hiểu cái chỗ đó để mình trở lại cái đó mới ra luân hồi được. Mà tôi nói với bà con một cái lợi ích lớn nữa là như thế này, cuộc đời của mình hồi đó tới giờ nó trôi lăn trong ba cõi và sáu loài này, mang biết bao nhiêu thân rồi phải không? Ông Thanh Sĩ ông nói mỗi một lần mang một bào thai thì là bỏ một xác thay tại trần, thân xác ấy từ hồi vô thủy đem lấp bằng biển Thái Bình Dương, chúng sanh nào biết nào tường, cứ say đắm mãi trong đường mộng sinh phải không? Thì bà con ngộ lại cái chỗ này cho kỹ đi, chỉ vì một cái đó mà mình quên mình thôi, nó mình chấp cái bản ngã tứ đại này làm ta mà đầu thai vô lượng kiếp rồi. Bây giờ đó mà mỗi một lần nó có một cái đầu thai mà mang một cái thân là đều có tổ tiên cha mẹ, cái ơn đó lại rất nặng phải không? Cho nên bà con ráng lên để tìm được cái đó, nhập lại cái đó mà đắc đạo rồi thì cứu được bảy đời tổ tiên ông bà cha mẹ, đó là cái lợi ích lớn nhất. Thì ở đây hôm nay tôi trao đổi và tiếp tục cũng chỉ thêm một vài chỗ mà Đức Phật đã tận tình chỉ cho đệ tử hồi cái lúc thời kỳ Đức Phật ca, một vài điểm nữa để bà con nhận thêm để dễ hiểu hơn. Rồi tiếp theo đó Đức Phật mới sai ông La Hầu La đánh lên một tiếng chuông, thì tiếng chuông nó ngân vang lên. Đức Phật mới hỏi A Nan, ông có nghe gì không? Thì ông A Nan nó bạch Thế Tôn, con nghe tiếng chuông đang ngân. Thì cái tiếng chuông nó vừa dứt, bởi vì cái tiếng chuông nó đủ cái duyên á, cái dùi mà đánh vô cái chuông thì nó đủ duyên, nó sanh nó ngân lên thành cái tiếng chuông phải không, sanh cái tiếng âm vang. Khi nó tan rồi, cái duyên nó tan rồi thì cái tiếng chuông nó không còn nghe nữa. Đức Phật mới kêu hỏi nữa, hỏi A Nan ông còn nghe không? Thì ông A Nan nó bạch Thế Tôn, con hết nghe rồi. Cái Đức Phật vỗ liền nó, sao mà ông chấp đoạn diệt, cái tánh nghe ông nó hằng nghe, mà sao ông chấp cái sinh trần chi mà cho sanh đoạn diệt còn nằm trong cái luân hồi sanh tử? Nghĩa là có tiếng ông cũng nghe rồi, bây giờ ông nói ông không nghe, ai nghe cái không nghe không tiếng. Cho nên tôi nói với tất cả anh em đồng đạo và bà con xa gần, tôi trao đổi chỗ này, có tiếng mình cũng nghe, không tiếng mình cũng nghe, có cảnh mình cũng thấy, không cảnh mình cũng thấy, có vật mình cũng biết, không vật mình cũng biết. Nghĩa là cái tánh thật của mình đó là cái gốc, cái chủ nhân ông của mình, nghĩa là không bao giờ mất. Cái chỗ này nó có trước cái thân này chứ không phải có sau. Cái chỗ này Đức Phật nhận định như thế này là ngài nói hữu vật tiên thiên địa, tức là có vật trước trời đất, vô hình bổn tịch liêu, nó không hình tướng mà vốn lặng trang, năng di dạng vật chủ, tức là nó làm chủ hết muôn loài dạng vật, không có cái gì mà ngoài cái đó hết trơn á. Sở dĩ có dạng vật là vì có cái hữu tình nó mới có dạng vật, nếu không có cái hữu tình đó, bà con thấy như gốc cây với gốc cây thì sao có dạng vật phải không? Cho nên năng di dạng vật chủ, bất trục tứ thời điểm. Nhưng mà rồi vì một cái vọng tâm mà chấp ngã mà sanh ra cái phiền não mà vô minh nó dẫn mình đi từ đời này cho tới đời khác, cho tới bây giờ mình còn ngồi tại đây, mình khổ là do mình quên đi cái bổn thể chân tâm của mình. Thì cái điều này rất là quan trọng, rất là cái chỗ là yếu lý của đạo Phật. Cho nên bà con gắng nhận xét và tìm hiểu để đặng có cái dịp thoát ra sanh tử luân hồi, cứu nữa là bảy đời tổ tiên cha mẹ. Dạ thì cái trong cái cuộc đời này thì mình khác nhau thì giữa cái đời thường và cái đạo. Nếu mà mình biết tu rồi thì nó rất là may mắn phải không ông ha?
cái người biết tu thì mình tu nữa thì mình sẽ được giống như là đi được thêm một cái bước mới để mình chuyển được cái kiếp, còn nếu mà mình không tu thì không có còn kiếp nào để tu, phải không hai? Thì đây là lần chót Dạ. tôi cũng xin trao đổi về phần này với bà con, nghĩa là cái buổi hạ quân nó chạy, cái buổi cái lý tam quân đó, Đức Phật đã phân đó, nó chạy qua ba cái chu kỳ của tam quân, mà giờ đây nó đã tới hạ quân hạ, thì bà con biết đó, cái thời buổi thượng quân đó là bắt đầu lặp lại kỳ tới này, lặp lại cái đời thượng quân thánh đức này đó. À, thì cái thời buổi đó là 100.000 năm, con người sống tới 10.000 tuổi. Chỗ đó các ngài nhận định con người tươi tốt lắm, hiền đức lắm, người không cánh đi được trên mây rồi đó hen, cảnh đời rất là tươi tốt, ở không mà ăn không có mần, cho nên đó, ở đó mà hưởng phước khỏe lắm. Rồi khi mà bước xuống thời trung quân, trung quân thì cái thời buổi trung quân còn 19.000 năm, cái con người còn được 1.000 tuổi, nó qua trung quân rồi đó thì xuống hạ quân. Mà hạ quân đây là mình đang ở cái thời kỳ cuối của hạ quân, bởi vì một chu kỳ của trung thượng trung hạ nó ba giai đoạn, cũng như hạ quân thì hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ, hạ quân thượng đó nó 5.000 năm, cái hạ quân trung nó còn lại 3.000 năm là 8.000, cái hạ quân hạ này còn lại là 2.000 khoảng 29 năm thôi, mà hiện giờ nó 24 năm đó. Cho nên trong cái phần giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài có nói 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, nó tức là cái hạ nguyên điêu tàng này đó nó đã là trên trên 10.000 năm rồi, 10.000 năm lẻ mà lẻ 24 năm rồi hả? Bà con thấy bây giờ đã đến lúc ban sơ lọc lại đó, để mà chọn lọc lại. Thì bà con biết đó, cái cặn bã từ thượng nguyên nó rớt xuống trung nguyên, rớt xuống hạ nguyên, nó giống như cái lưu nước nó quá lâu, bây giờ nó tồn tích lại nào là rong rêu cặn bã, đến cái thời kỳ cạo rửa sọt xúc đổ đổ nước mới vô đựng lại một cái bồn nước tốt, thì nghĩa là cái đồ cặn cáo bất tồn đổ đi, nước trong đựng lại một bồn, một chỗ đó ông ba ông nói đó. Thì bà con hay ráng này, nếu mà không có mặt kỳ này thì bà con nằm chờ ha, mà phải nằm chờ nó yên nó cũng đỡ, đưa đã vô theo cái nghiệp mà đã vô, thí dụ là thấp sanh dưới nước nè, cái động vật hoang dã rừng sâu nè, hay gia cầm gia súc nè, chim trùng dế ở dưới đất nè, thì bà con thấy cái cuộc chết đó, sống dở chết dở khổ sở vô cùng cái cảnh đó, thì dơ giấy tanh hôi đê hèn như vậy mà chịu chịu tới 129.000 năm có lẽ tưởng tượng như thế nào. Cho nên ráng lên bà con, nếu để trễ là chết đó. Thì các ngài cũng cho biết là hôm nay nó quá mỏng rồi. Thì cái thời gian chương trình đó thì cũng không có kéo dài, thì cuối lời thì con cũng mong ông hai thì hôm nay có hữu duyên nói cho mọi người nghe để biết bắt đầu mà mình phát tâm mình tu tập để nó kịp trong cái kỳ này á ông hai. Thì bây giờ đó tôi xin gửi lời đến tất cả anh em đồng đạo xa gần kính mến, là có cái dịp mà làm anh em làm YouTube như vậy để mà nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của thầy tổ các vị Bồ Tát các vị Phật đã dạy, để trao lời gửi đến tất cả anh em đồng đạo xa gần. Và tôi cũng mong sao bà con anh em ấy, sớm giác ngộ tu hành để rồi có đủ phước đức sống nối đời thượng nguyên dự hội long hoa, đó là cái điều đó là tôi rất là mong muốn, đó là cái đại nguyện của tôi. Và trước khi chia tay thì xin kính chúc cho tất cả anh em đồng đạo xa gần được luôn có sức khỏe và tinh tấn tu hành đạo cho đến cái ngày đủ đức hạnh viên mãn để dự hội long hoa thánh đức. Nam mô A Di Đà Phật.